Chính thức bị khai tử, Microsoft chính thức chấm dứt hoạt động của kho ứng dụng Windows Phone 8.1 hôm 16 tháng 12. Các thiết bị chạy hệ điều hành này không thể tải về và cài đặt ứng dụng. Thực tế, kế hoạch khai tử kho ứng dụng đã được Microsoft công bố từ tháng 10, khi đó hãng nói rằng các ứng dụng vẫn hoạt động bình thường trên thiết bị mà chúng được cài đặt trước đó. Nói cách khác, việc cài đặt, tháo cài đặt và tải ứng dụng mới sẽ không thể thực hiện được nữa. Có nghĩa, nếu tháo cài đặt ứng dụng khỏi thiết bị đang chạy Windows Phone 8.1 bạn sẽ không thể cài lại ứng dụng đó. Trong khi đó, thiết bị Windows 10 Mobile vẫn có thể cài đặt phần mềm từ kho ứng dụng. Tuy nhiên, tháng tới hệ điều hành này cũng sẽ không còn được hỗ trợ. Microsoft từng có ý định ngừng hỗ trợ Windows 10 Mobile trong tháng này, nhưng sau đó âm thầm gia hạn tới ngày 14 tháng 1 năm 2020. Điều đó có nghĩa Windows 10 Mobile có thể nhận bản nâng cấp lần cuối vào tháng tới rồi sau đó vĩnh viễn bị bỏ rơi. Số phận Windows 10 Mobile đã được định đoạt, gần như tất cả nhà phát triển ứng dụng đã bỏ đi. Hiện thị phần của hệ điều hành di động này chỉ còn 0%.